Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Nhà chức trách quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy đã cấm các bảng quy hoạch trên một khu đất vừa bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong những ngày gần đây, khơi lên sự phẫn nộ của những cư dân mất nhà cửa và cáo buộc của họ rằng chính quyền đang bắt đầu nỗ lực cướp đất. Khoảng 200 căn nhà và cấu trúc ở khu đất vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6, nơi sinh cư của nhiều thế hệ giáo dân Công giáo người Bắc di cư vào Nam từ năm 1954, đã bị phá sập vì bị cho là xây dựng trái phép, trong khi nhà chức trách xúc tiến kế hoạch xây dựng một cụm trường học đạt chuẩn quốc gia trên khu đất này. Cư dân khẳng định là họ có chủ quyền đối với khu đất và đã không được giới hữu trách tham khảo ý kiến về dự án thi công. Một cư dân bị mất nhà nói với VOA rằng ba bảng quy hoạch đã nhanh chóng được dựng lên trong ngày thứ Bảy để xác lập quyền quản lý khu đất. Chúng tôi có kéo nhau ra khu đất vào lúc 1 giờ 30 chiều để phản bác việc nhà nước tự dựng bảng quy hoạch trên đất của chúng tôi khi chưa có quyết định thu hồi. Ông Cao Hà Trực nói với VOA qua điện thoại vào tối ngày thứ Bảy. Tôi khẳng định là chính quyền cố tình cướp đất của chúng tôi. Những video đăng trên trang mạng xã hội cho thấy người dân tụ tập tại một góc đường, la lối và chỉ trỏ đầy phẫn nộ trước một tấm bảng quy hoạch, trong khi lực lượng an ninh mặc sắc phục lằng vàng xung quanh theo dõi, không có vụ đụng độ nào được báo cáo. Trước đó, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình nói với báo Tuổi Trẻ rằng hai đợt cưỡng chế vào ngày 4 và ngày 8 tháng 1 mà quận đã thực hiện đã được chính quyền thành phố chấp thuận và rằng họ đã tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng không phép chứ không phải là thu hồi đất. Vị lãnh đạo không được nêu danh tính này cũng khẳng định là quận đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình như lập biên bản, ban hành quyết định, thông báo, niêm yết trước khi cưỡng chế. Những cư dân khu vườn rau bác bỏ những tuyên bố đó. Ông Trực nói nhà chức trách chưa bao giờ chính thức làm việc với ông về quyết định cưỡng chế và họ từ chối giải thích khi được ông và người nhà yêu cầu. Khi chúng tôi hỏi là ông phó chủ tịch, ông cho tôi coi giấy tờ quyết định cho ông vô nhà tôi dọn đồ mà không xin phép, thì ông ấy nói là tao không cần giấy tờ gì hết, tao không phải đưa quyết định gì cho mày, ông kể. VOA không thể liên lạc được ngay tức thời với Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình để yêu cầu bình luận. Trong khi đó thì nhà chức trách quận Tân Bình cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về vụ cưỡng chế bằng cách kêu gọi người dân ủng hộ dự án xây trường học vì sự nghiệp giáo dục của quận nhà, theo một tờ thông báo của Ban tuyên giáo quận ủy Tân Bình. Ban tuyên giáo cũng nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt mức giá hỗ trợ là 7.055.000 đồng một mét vuông cho các hộ dân tại khu vực đất công cộng. Ông Trực, 47 tuổi và có 4 người con, cho biết là hiện ông đang ở nhờ nhà của bố đẻ gần đó cùng với 24 anh em trong gia đình. Nhưng ông nói ông còn may mắn hơn rất nhiều người đang không có chỗ ở. Cú sốc, mất đất đai và nhà cửa choán hết tâm trí của nhiều người và đặc biệt đau đớn khi dịp Tết đang tới gần. Người người, nhà nhà đang dạo dực, chuẩn bị vui đón xuân. Thế mà, sao chúng tôi lại không được rộn ràng theo? Một cư dân chia sẻ trên Facebook kèm theo những hình ảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang. Lòng dạ nào, tâm trí nào nữa mà đón Tết? Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Dân biểu Chris Hay của Quốc hội Úc nói rằng những hành động đàn áp như vụ cưỡng chế đất đai tại khu vườn rau Lộc Hưng ngày 4 tháng 1 năm 2019 chống lại những cộng đồng tôn giáo là ví dụ cho thấy tự do tôn giáo ở Việt Nam đang xuống cấp. Ông Chris Hay viết như vậy trong một bức thư đề ngày 11 tháng 1 năm 2019 gửi Bộ trưởng Ngoại giao Úc và Thượng nghị sĩ Marie Spence, nói rõ là ông biết vụ Lộc Hưng qua kênh Việt Nam Sydney Radio, một cộng đồng, những nhà hoạt động người Việt sống tại khu vực mà ông là dân biểu. Một số chi tiết cũng được ông Hayes nêu lên, như là thời gian hình thành cộng đồng Công giáo tại khu vườn rau Lộc Hưng là từ năm 1954 với những người Việt theo Công giáo di cư, trên khu đất của giáo hội Thừa Sai Pháp, cũng như giá cả đền bù cho người dân là không thỏa đáng. Ông cũng nhắc lại những vụ việc có tính chất giống như vụ Lộc Hưng xảy ra ở Hà Nội và Huế trong nhiều năm qua, và kết luận rằng Việt Nam đang thiếu một nền cai trị bằng luật pháp. Ông Chris Hay khuyến nghị đưa vấn đề vườn rau Lộc Hưng vào chương trình nghị sự của đối thoại nhân quyền Việt-Úc hàng năm.
cũng từ nước Úc, giám mục Vincent Nguyễn Văn Long gửi một bức thư về vụ Lộc Hưng đến Bộ Ngoại giao Úc, Tòa Thánh Vatican, Tòa Đại sứ Việt Nam tại Úc và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong thư, ông chỉ trích rằng những việc cưỡng chế như tại Lộc Hưng thực sự là do những nhóm lợi ích muốn chiếm đoạt những khu đất đai có tiềm năng kinh tế mà bỏ qua cuộc sống của người dân nghèo. Ông kêu gọi chấm dứt tình trạng cưỡng chiếm đất đai bất hợp pháp, phải tiến hành đối thoại minh bạch với người dân. Đồng thời, ông kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội và tôn giáo trong ngoài nước đồng thời lên tiếng về việc này. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa lần đầu lên tiếng về vụ việc vườn rau Lộc Hưng sau hai cuộc cưỡng chế vào ngày 4 và 8 tháng 1 năm 2019, khiến nơi này trở thành đống hoang tàn. Mạng báo VN Express dẫn lời ông Nhân nói nguyên văn: "Có những việc rất bình thường nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động." Ông Nguyễn Thiện Nhân nói thêm: "Qua một số vụ việc năm 2018, thành phố rút ra kinh nghiệm là không đối đầu với người dân mà sẽ thông tin tuyên truyền vận động để người dân hiểu." Theo ông Nguyễn Thiện Nhân thì vào năm 2017, quận Tân Bình đề nghị cưỡng chế công trình không phép trên đất lấn chiếm nhưng chưa thực hiện được. Đến năm 2018, tình trạng nhảy dù xây nhà không phép khá phức tạp nên quận xây dựng kế hoạch giải tỏa theo quy định của pháp luật. Cũng theo ông này, lần đầu cưỡng chế nhiều hộ dân tự giác di chuyển đồ đạc ra khỏi công trình. Hiện còn khoảng chục người ở đây gây rối khi có hiện tượng là công an mời về làm việc. Tuy nhiên, người dân phản ánh với Đài Á Châu Tự Do về văn bản thông báo của Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình ký ngày 29 tháng 12 2018 cho biết sẽ cưỡng chế trong vòng 90 ngày và chỉ cưỡng chế với các hộ xây dựng sau ngày 1 tháng 1 2018. Kết quả là khoảng 200 căn nhà đã thành bình địa sau hai đợt cưỡng chế bất thình lình, kể cả những nhà đã xây trên 8 năm. Xin nói thật xưa là gia đình tôi cũng là một nạn nhân trong cái vụ cưỡng chế vừa rồi. Thì tất cả những cái căn hộ của chúng tôi, những cái phòng trọ của chúng tôi đã tan nát. Không phải chỉ riêng mình gia đình tôi mà toàn bộ những hộ dân của vườn rau là bây giờ đã bị san bằng hết rồi. Thật là đau xót khi mà tôi nhìn thấy là họ ức hiếp, họ đưa một cụ già, hai cụ già ra khỏi cái nơi mà người ta đã sinh sống ở đây. Trên cái băng ca mà tôi nhìn thấy là một cái sự rất là tuyệt vọng, và người dân của chúng tôi đang rất là phẫn nộ về cái việc mà nhà cầm quyền đã cưỡng chế chúng tôi và không có một thông báo cũng như không có một cái giấy quyết định gì để gửi cho chúng tôi cả. Và bây giờ thì hoàn cảnh của bà con chúng tôi thì mỗi người mỗi phương, và ai tìm được cái chỗ nào nương tựa được thì làm nương tựa thôi. Người thì ở ngay tại trên cái đống đổ nát đó, người thì vật vã chỗ này chỗ kia, mỗi người một chút. Và bây giờ là bà con chúng tôi đang rất là đau khổ, và có người là bây giờ hiện nay là không biết đi đâu về đâu, họ chỉ có khóc thôi. Hòa Ái xin được trở lại với linh mục Lê Ngọc Thanh, đó là trong tay Hòa Ái hiện giờ thì có cầm ở đây một thông báo của bên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với cái số ghi là 6035 Ủy ban Nhân dân và gửi cho Thanh tra Chính phủ. Thì nội dung trong đây đó có phần họ cho rằng là cái vườn rau Lộc Hưng ở tại phường 6 quận Tân Bình đó, thì các cái hộ dân không có được chứng nhận hợp pháp về đất đai ở đây, và họ ghi là không có được xây cất. Không biết là thực hư về cái thông báo gửi đến Thanh tra Chính phủ này thì cư dân ở vườn rau Lộc Hưng có biết hay không, thưa Linh Mục? Thưa chị Hòa Ái, thì theo dân cư Lộc Hưng á, họ cho biết là chính phủ không có gửi, hoặc là Ủy ban Thành phố và Tân Bình không có gửi một cái văn bản chính thức nào về những cái thông tin từ việc khai báo cho đến những kế hoạch dự án, hoàn toàn không có gửi lên dân. Họ chỉ gửi lên cấp trên hay gửi cho những nơi nào đó thôi, chứ họ không gửi chụp lên dân. Gần như là cái văn bản duy nhất mà người dân nhận được mà cũng không đầy đủ tất cả mọi hộ trong đó, đó là cái thông báo cưỡng chế vừa rồi đó, được ký ngày 28-29 tháng 12 gì đó, là cái văn bản nó được gửi. Còn những cái báo cáo quyết định này nọ thì đến giờ phút này thì tôi không có nghe bà con nói có. Và tôi với tư cách là một người bắt đầu đã đứng tên cái nhà đó, cái nhà thương với bên đơn thân đó, cũng không hề được thông báo. Kể cả cái thông báo giải tỏa là tôi đã lấy trên mạng chứ tôi cũng không được họ thông báo. Dạ, dạ thưa luật sư Trịnh Bình Phúc, hỏi thăm luật sư là trước cái tình thế như vậy đó thì
dư luận họ cũng trên mạng xã hội cũng lên tiếng rất là gay gắt. Họ đặt câu hỏi là chính quyền thành phố ở đâu mà một cái biến cố lớn đang xảy ra ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cái vụ việc Thủ Thiêm vẫn còn đang rất là nóng. Thì theo luật sư đó, thì cái thủ tục pháp lý hay là người dân ở vườn rau Lộc Hưng bây giờ họ cần phải làm gì thì mới đúng pháp luật để làm việc với lại bên phía chính quyền về cái vụ cưỡng chế này vậy? Chúng tôi tiếp nhận được một cái văn bản mà do người dân gửi tới. Văn bản đó không phải được tống đạt cho người dân mà là văn bản được họ treo niêm yết trên vách tường. Đó là cái công văn, cái thông báo số 159 như đề ngày 28 tháng 12 năm 18, tức là rất gần. Thông báo là sẽ tiến hành cưỡng chế trong thời gian 90 ngày đối với khu vườn rau. Họ cũng không có viện dẫn các cái quyết định thu hồi đất, các cái văn bản pháp lý, mà chỉ nói bằng là đây là cái chủ trương có sự chỉ đạo của một số cơ quan đảng ở thành phố. Thực hư ra sao chúng tôi chưa biết, nhưng mà cách viện dẫn như thế là không đảm bảo quy định pháp luật. Và họ có nêu ra rằng là cưỡng chế đối với những trường hợp xây cất trái phép ở thời điểm từ năm đầu năm 2018, tức là trong vòng một năm trở lại đây thôi. Nhưng trong thực tế, việc cưỡng chế này là trên cái cả vùng đất, trên 100 hộ dân với gần 200 căn nhà, trong đó là những căn nhà đã được xây cất từ rất lâu trước đó, từ nhiều năm trước, và ít ra cũng là những năm trước năm 2018. Thế nhưng mà cũng đồng thời là trở thành nạn nhân, là đối tượng chung bị cưỡng chế. Và thông báo số 159 trên đó nó không thể hiện một cái chủ thể của người dân. Gần như họ xem miếng đất đó là một đất hoang, trong khi thực sự là người dân đã hiện diện từ lâu, gắn bó, sinh sống, có cơ sở, nhà trọ, cuộc sống gắn liền, nguồn sống của họ. Có thể người mà không biết, chỉ đọc qua văn bản thì thấy rằng là đâu có đụng chạm gì tới ai, chắc là chỉ một số người lấn chiếm mặt đường vậy thôi. Nhưng không ngờ đây là nó trên một diện tích, tức là gần 5 hecta đất của trên 100 hộ dân sinh sống, và trong đó còn cả một cái khu nhà dành cho thương phế binh đơn thân, những người đã sống cùng cực đau khổ, nay được một cơ sở, được nhà thờ giúp đỡ, đáng lẽ phải biết nâng niu, quý trọng, phải tạo điều kiện, không giúp được họ thì thôi, còn lại hủy diệt nguồn sống của họ. Như vậy rõ ràng cái văn bản, cái thông báo này là một văn bản mang tính cách là ngụy biện, một văn bản mà đánh lừa, một văn bản mà làm cho dư luận người ta tưởng, để ta nhầm tưởng rằng là việc chính quyền cưỡng chế là chỉ cưỡng chế một số hộ lấn chiếm mới sau này thôi, nhưng thực ra là họ cưỡng chế toàn bộ. Đây là một điều chúng tôi cho rằng là không chấp nhận được. Thêm vào đó là việc cưỡng chế thu hồi đất phải có quyết định, phải giải quyết việc bồi thường, phải xem xét bố trí tái định cư, phải có hiệp thương với các hộ dân. Việc cưỡng chế là phải có biên bản vi phạm, phải có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phải có quyết định cưỡng chế, có thông báo cưỡng chế, có những bước làm việc đâu đó. Còn đằng này là chỉ bằng một thông báo của Ủy ban Nhân dân phường trên những căn cứ rất là lỏng lẻo, mơ hồ như thế mà tiến hành bằng một lực lượng huy động cả một quận chứ không phải là của phường để cưỡng chế một cách triệt hạ toàn bộ nhà cửa, đập phá toàn bộ và đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực họ đã ở ổn định, trong đó chính là cái nguồn sống của họ, thì tôi cho rằng như vậy là hoàn toàn không được. Còn nhận xét chúng tôi vì sao khi cưỡng chế mà người ta không có những cái quyết định thu hồi đất hay là quyết định cưỡng chế, vì họ làm như vậy có thể được hiểu là sẽ làm cho người dân, cái đối tượng bị cưỡng chế không có cái căn cứ để khiếu nại, không có văn bản để rồi dựa vào đó để khiếu kiện, chỉ có thể khởi kiện được trên một quyết định hành chính. Nay không có quyết định thu hồi đất, không có quyết định cưỡng chế thì làm sao là khởi kiện, tòa án nào thụ lý đây? Đó là một cái việc mà nó rất là không có thể hiện cái sự tôn trọng pháp luật. Và chúng tôi cũng thấy nhiều cuộc cưỡng chế, nhưng mà đây là cuộc cưỡng chế lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến là họ không ra quyết định như vậy. Dạ, cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì xin hỏi cô Thi đó là cái sự việc nó diễn ra quá nhanh và quá mới mẻ như vậy đó, thì sắp tới cư dân ở đây sẽ làm gì dạ thưa cô? Ra thì chúng tôi không hề biết một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng từ phía chính quyền như thế. Và khi mà chúng tôi bị hai lần cưỡng chế như thế thì đúng là chúng tôi rất là bất ngờ. Với một cái lực lượng rất là hùng hậu như thế, chuẩn bị rất là kỹ từ nhà cầm quyền như thế thì đúng là chúng tôi thất bại.
đúng là chúng tôi bất lực trước hàng ngàn người khống chế chúng tôi để mà cưỡng chế chúng tôi như thế, thì đúng là chúng tôi không thể nào xoay sở kịp. Và nếu như giả sử có một lần nữa thì chắc chúng tôi cũng chỉ là đành bất lực thôi, bởi vì bà con chúng tôi chỉ là hạt cát thôi, không thể nào chống trả được ạ. Dạ thưa luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, trong những năm vừa qua đó thì sự kiện mà về khiếu kiện đất đai của người dân ở khắp nơi tại Việt Nam và những cái nơi mà có thể gây tiếng vang mà dư luận quan tâm, chẳng hạn như là ở Dương Nội hay là ở Tiên Lãng, Văn Giang, ở Đồng Tâm, và cái vụ việc Thủ Thiêm thì kéo dài đến 20 năm vừa qua, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là bên chính phủ Hà Nội thì họ cũng đẩy mạnh để mà giải quyết những cái hậu quả xảy ra, nhưng lại bất ngờ là bây giờ ở vườn rau Lộc Hưng lại xảy ra một cái biến cố mà người ta gọi rất là khủng khiếp đó. Thì luật sư thấy rằng là cái tình hình mà đất đai ở Việt Nam với cái chính sách sở hữu toàn dân như vậy đó, thì có phải là nó đến cái lúc mà nó đẩy người dân đi đến cùng cực qua các sự kiện liên tiếp như vậy, và có phải đến cái lúc mà chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam họ cần phải cân nhắc để mà thay đổi, điều chỉnh cái đạo luật về đất đai ở Việt Nam hay không, thưa luật sư? Thưa cô Hoài, luật đất đai là một đạo luật hầu như là quan trọng bậc nhất ở Việt Nam, thế nhưng liên tục được sửa đổi gần như mỗi năm kỳ họp Quốc hội. Nhưng mà càng sửa đổi nó càng không thấy hoàn thiện được, mà càng bộc lộ những sai sót, những bất cập, những cái yếu tố không thể chấp nhận được trong cái việc quản lý đất đai, sử dụng đất đai. Khi người ta đặt ra một cái điều kiện như vậy thì có nghĩa là nhà nước có thể thu hồi đất của bất cứ của ai, bất cứ lúc nào. Đó là một cái điều rất hết sức nguy hại. Khắp nơi đất nước có bao nhiêu dự án cũng là biến thành bao nhiêu số phận của hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân bị oan vì mất đất. Dù chính phủ, dù thanh tra, dù các cấp nỗ lực là bao nhiêu, cơ quan tiếp dân mở rộng tới cấp nào, nhưng gần như càng thể hiện sự bế tắc trong chính sách đất đai. Tôi nghĩ đến lúc nhà nước phải cần xem xét lại chính sách đất đai của mình, Quốc hội cần phải minh thị bằng đạo luật, bằng sửa đổi. Theo đó là phải công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai và bình đẳng, cũng như cái chính sách thu hồi đất cần phải được có sự giám sát, một sự hạn chế cái quyền mà người thu hồi đất như hiện nay. Và rõ ràng chính những vấn nạn trong đất đai chính là cái môi trường màu mỡ cho tham nhũng. Thật ra tham nhũng đất đai là tham nhũng hàng đầu ở Việt Nam. Chính sách đất đai hiện nay đã gây ra tham nhũng, tạo ra lợi ích nhóm, và nó gây gieo rắc bao nhiêu đau thương mất mát của người dân, biến đất nước Việt Nam hiện nay thành cường quốc của dân oan.